cá chim đỏ nữa các bạn. Mình tắt máy và đánh bên đây cá chim đỏ nữa. Mồi mình rồi. Chỉ được con hay 2 con. Nước hôm nay câu ngon quá các bạn. Nó không đục mà nó không trong. Mình bóc mồi các bạn ơi. Nước này đã rồi ha. Không đục mà nó không trong các bạn. Trắng các bạn ơi, đã luôn, trắng. Chiều bánh ngon hơn, chiều nó bớt nước. Nó chấm quá. Có cà phê hâm mộ. Bự ghê không? Đó. Bá lửa luôn. Nó đang xuống rồi. Nó biết đường nó xuống rồi đó. Con cửa hàng chắc mình mấy rồi tôi không trước hôm nay chảy dữ. Có một fan coi con cá
cắn nhiều quá. Con nãy bự hơn, con nãy bự hơn mình làm biển nhặt quá. Mồi mình đánh cá gì cũng được, cá chơi cũng ăn luôn nữa, cái dại lắm, dại cá chơi đúng không? Nay nước cho hơi chảy. Cá đỏ các bạn, cá chim đỏ. Trắng các bạn, trắng tháo ăn ghê. Một lần mồi là một con, nó nhỏ gì cũng một con. Bắn không à? Bắn nữa rồi. Bắn nhiều dữ không? Phan, phan của mình nè, đó, phan câu cá. Là câu cá đây nhiều phan lắm. Giúp 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 đi đi là cắn nữa.
trắng không à, không thấy đâu phi. Rất lúc nào trắng nữa rồi. Mình nghĩ chắc nó trắng quá nên luôn trắng. Cứ một lần ngồi là ăn câu đây mình phan gì phan mời phải câu câu cá rút 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 kéo luôn kéo kéo lên hàng lên mồi mồi mình đã lắm. Mồi đánh nhạy lắm, cá chơi dính luôn nữa, cá chơi ăn dính luôn nữa, cá chơi cũng ăn nữa. Đúng 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 có con cái à, trời ơi cái hàng khủng dưới rồi các bạn. Cửa hàng khủng không à, đúng cái quá hớp chắc phải rồi, đúng một cái quá hớp luôn. À mình đúng cái to anh em coi hả, giờ đánh được cái đó lắm. Mình đánh hai loại mồi, vô cái nước lót đó, vô nước lót nó mắc mắc luôn rồi sao rồi.
vô nước ngọt. Khoan nữa các bạn. Khoan. Khoan, khoan cồn không ạ. Những câu cao thủ phải cầu hữu kia là cầu hữu cá lồng tông. Bắt làm mà không câu được rồi, bắt làm mà không xuống câu cá lồng tông rồi. Dạ phải con cá đó. Có ăn rồi nhưng mà mình thấy không rõ luôn. Mình hai con trắng trắng không anh em ơi.
đó mình kêu cũng chẳng không rồi. Hai con chim bỏ một con chim. Cá này mình không có bằng giải quá, hay là lượng nó còn dính. Mình đã chiên xong rồi, mình mời các bạn ăn cơm chung với mình ha. Video mình đến đây xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ cho chương trình.